Con còn nhiều tò mò và thích việc tìm hiểu cách xã hội vận hành, cách vạn vật tương tác với nhau trong luân hồi, nên con muốn được ở lại trong luân hồi để học và hiểu thêm trong nhiều kiếp nữa. Nhưng con cũng mong một ngày được đến cõi Niết Bàn để trải nghiệm một cách tốt nhất, thì con thấy mình chưa nên xuất gia vì con muốn cảm nhận và thấu hiểu hết những khổ đau của muôn loài. Nhưng để trực tiếp cảm nhận khổ đau thì dường như đi ngược lại với tu tập và mục đích nhập Niết Bàn. Vậy con nên làm gì vừa có thể trải qua và thật sự hiểu được hết về vạn vật lẫn các khổ đau mà vẫn có thể một ngày nào đó đến cõi Niết Bàn không? Nó trùng hợp như thế này nè, thưa quý vị, là cách đây không lâu, một cái cô Phật tử thí chủ cũng là hộ độ sư và hộ độ cái khóa thiền á, thì cổ bị một cái vướng một cái căn bệnh, đó là tự nhiên là cổ bị mất trí nhớ tạm thời. Cái biểu hiện nó như thế này nè, là chồng cổ kể đó, là khi khi mà cổ vừa bị á, thì cổ làm được một chuyện là cổ nhấc máy, cổ kêu chồng cổ về. Nhưng mà sau đó rồi cổ không nhớ cái gì nữa hết. Thì khi mà chồng cổ về đó, cổ mới hỏi là: "Ủa sao anh biết mà anh về? Anh về làm cái gì?" Thì câu đó chúng ta nghe thì nghe rất là bình thường. Mà quý vị biết là chồng cổ kể là cổ nói câu đó đó là trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà cổ nói hơn 40 lần. Cùng một câu một thôi. Đó, cứ ủa sao anh biết mà anh về để làm cái gì? Đó. Và cái chuyện mà cổ vẫn suy tư như bình thường, chẳng qua là cổ không có nhớ thôi. Và anh chồng là phải rất là cố để mà lôi kéo dụ làm sao đó đẩy cổ được lên xe mà đến bệnh viện. Tại vì bản thân cổ thì cổ không ý thức được vấn đề, mà có giải thích thì nó cũng vậy thôi, bởi vì á vừa giải thích là quay tới quay lui cổ quên sạch, rồi cổ lại hỏi nữa. Cái vấn đề của cái chứng mất trí nhớ nó là như vậy đó. Tại sao mà sư lôi cái vấn đề này ra? Là bởi vì chúng ta đều là những bệnh nhân mất trí nhớ, quý vị biết không? Cái dòng luân hồi này chúng ta đi diễn lại một cảnh này không biết là bao nhiêu lần. Sư thậm chí nha, sư hoài nghi là cái chuyện sư ngồi đây sư vấn đáp với quý vị, sư đã lặp đi lặp lại không biết là bao nhiêu lần, mà bây giờ vẫn hỏi bao nhiêu đó câu mà vẫn trả lời bấy nhiêu đó câu. Cái chuyện chúng ta đi đứng nằm ngồi vui buồn nha, đó, đau đớn hạnh phúc, chúng ta diễn đi diễn lại một vở kịch đó không biết là bao nhiêu lần, mà do chúng ta là người bị mất trí nhớ cho nên mình không bao giờ thấy chán, chán mà mình không bao giờ thấy lạ, mình cứ lặp đi lặp lại mà mình vẫn muốn tiếp tục như vậy. Thì cái người trong cuộc là bản thân mình á, mình thấy không có cái gì, nhưng mà người ngoài cuộc như là những vị thánh nhìn mình họ thấy rất là tội nghiệp, bởi vì họ thấy đây là những con người bị mất trí nhớ, thậm chí là những con người điên, những con người thiếu trí. Họ cứ lặp đi lặp lại hoài một cái hành động mà họ không chịu nhận thức được điều đó để họ đi ra. Và chúng ta gặp một cái kiếp mà có chánh pháp á, phải nói là một điều rất là hạnh phúc đối với chúng ta, bởi vì khi chúng ta gặp chánh pháp thì chúng ta mới có cơ hội nha, mới có cơ hội làm quy chờ sư tí xíu. Hình như sẽ gặp một vài vấn đề. Sao nó có cái âm thanh? Đi chờ một chút. Chúng ta gặp cái nhờ có Phật pháp á, thì chúng ta mới có cơ hội thay đổi cuộc sống này, thay đổi cái vòng lặp này, vòng lặp vĩnh viễn cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nhờ có chánh pháp chúng ta ý thức được điều đó mà quý vị vẫn không chịu đi ra thì sư chịu thua nha. Chính vì lẽ đó đó thôi, thì sư biết là cái dục của chúng sanh vẫn còn nhiều, chúng sanh vẫn còn ham chơi, thì sư chỉ có một lời đề nghị như thế này: khi mà quý vị làm bất kỳ một điều thiện, một điều phước nào đó, thì thôi nguyện cái gọi là cái thấp nhất đi,
là nguyện sơ quả, nguyện làm sao cho con chứng được sơ quả càng sớm càng tốt nha. Đương nhiên sơ quả không dễ, nhưng mà so với việc chứng nhị quả, tam quả, tứ quả, hoặc là độc giác, hoặc là chánh đẳng giác, thì sơ quả so với các quả vị còn lại đó thì dễ đến hơn, là cái gọi là cái tiêu chuẩn thấp nhất. Thôi quý vị đến đó đi, rồi ít nhất là mình là cái người hết bệnh, mình mới thấy rõ là năm xưa mình đã khờ dại đến cỡ nào để mà mình nguyện luân hồi nha. Và đó là cái lời khuyên của sư, và mong cho quý vị hết được căn bệnh mất trí nhớ. Và trong vấn đề này thì xin mời sư Tuệ Tương có ý kiến về cái vị khoái luân hồi này. Cháu không lắng nghe ba, và thế là cô xin thưa đại đức. Chờ tí. Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, khi mà sư đọc qua cái câu hỏi này nè, sư thấy có cái hai điểm mà sư cần phải nói. Đó là ở đây thì cái vị này mới nói là để trải nghiệm một cách tốt nhất thì con thấy mình chưa nên xuất gia, vì con muốn cảm nhận và thấu hiểu hết khổ đau của muôn loài. Quý vị, thật sự cái câu này chắc quý vị này chưa có hiểu hết cái tầm quan trọng của việc xuất gia thôi quý vị. Bởi vì khi mà quý vị hiểu được cái nghĩa thiêng liêng, cái nghĩa cao thượng của đời xuất gia, cái đời sống phẩm hạnh, thì quý vị mới hiểu được là khi thật sự khi mình xuất gia đó, mình toàn tâm, toàn ý, mình dốc hết nỗ lực, thì mình đó, lúc đó mình mới thực sự mình trải nghiệm được hết những cái thế giới bên trong, thế giới bên ngoài. Thế giới bên trong là sao? Thế giới bên trong tức là cái thế giới nội tâm của mình. Khi mình hiểu về cái thế giới nội tâm của mình, thế giới bên trong, thì đồng thời mình hiểu thế giới bên ngoài. Khi mà sư dùng hiểu về cái thế giới đây, tức là hiểu được 80 pháp thế gian mà sư hay nhắc đến thưa quý vị. Đó là gì? Được lợi mất mất lợi, được danh mất danh, ca tụng khiển trách, hạnh phúc và đau khổ. Mà Đức Phật á, ngài đã nói rồi, 98 cái pháp thế gian này, 98 cái điều này nè, là nó quay cuồng chúng sanh, nó làm chúng sanh điên đảo, làm chúng sanh đau khổ trong sinh tử luân hồi. Thì vì phải hiểu cái tầm quan trọng của vị xuất gia nó như vậy đó. Mặc dù ở đây cái vị này có thể nói, con giả sư trong thời Đức Phật, những cái vị mà cận sư nam cận sư nữ họ vẫn có thể tu tập đắc đạo quả mà được mà sư, đúng đúng sư, xin thưa là đúng. Nhưng mà quý vị phải hiểu về cái số lượng mà giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, với cái điều kiện thì cái vị xuất gia nó có những cái điều kiện thuận lợi hơn đối với cái đời sống của người cư sĩ. Còn những vị cư sĩ mà đắc đạo được trong thời Đức Phật, những cái vị đó thưa quý vị, giống như mình phải hiểu là họ huân tập cái vị thánh cư sĩ họ huân tập các ba la mật với họ huân tập những cái phước là nó giống như là giọt nước tràn ly. Thưa quý vị, khi gặp Đức Phật, Đức Phật chỉ hướng dẫn nó một cách đơn giản, hay là nói một câu kệ thôi, họ nói đó. Cho nên mình đừng có so sánh như vậy, đúng không? Nên ở đây là đầu tiên sư muốn giảng rõ lại cái vấn đề mà cái vị này đang hiểu sai. Có nghĩa là nếu mà câu này nó sửa lại như vậy nè, để trải nghiệm một cách tốt nhất về cái sự đau khổ về thế giới bên trong lẫn thế giới bên ngoài, đúng không? Và cái sự an lạc tối thượng thì nên xuất gia. Cái đó mới là đúng. Còn nếu mà mình phủ nhận cái việc mà mình nói là chưa nên xuất gia vì muốn trải nghiệm bên ngoài thế xưa, thôi vậy giống như Đức Hạnh Tuệ nói, coi chừng quý vị đang hiểu sai đó. Giống như là quý vị hiểu cái bất tịnh thì quý vị hiểu tịnh, cái bất thiện pháp thì quý vị hiểu đó là thiện pháp, đúng không? Cái mà quý vị đang thọ hưởng cái ngũ dục, đúng không? Thì quý vị nghĩ đó là cái chân chánh, nhưng mà đó là sai trái.
nên là sư nhấn mạnh cái vế này cho quý vị, cho cái vị này là hiểu rõ hơn. Rồi cái vấn đề, cái vế thứ hai á, là quý vị vị này nói là có thể một ngày nào đó đến cõi Niết Bàn. Cõi Niết Bàn, xin thưa quý vị, ở đây dùng cái từ cõi Niết Bàn á là không có chính xác quý vị, tại vì Niết Bàn không phải là một cõi. Bởi vì sao? Tại vì khi mà dùng cái từ cõi á, trong tam giới này á, có 31 cõi, tam giới có 31 cõi. Tại vì khi mà nói là cõi á, là nó phải hiện hữu và có chúng sanh hiện hữu ở cõi đó. Còn khi mà các vị thánh tăng A-la-hán và Đức Phật, ngài đã đạt được, nếu nói đúng ở đây là gì, gọi là trạng thái Niết Bàn thưa vị. Niết Bàn không phải là một cõi nha, không phải một cõi, mà là đó là trạng thái, mà trạng thái gì, trạng thái vô tham vô sân vô si, trạng thái dập tắt của ngũ uẩn, trạng thái bất sanh bất diệt. Dạ, đó là một cái trạng thái, đúng không? Chứ không phải là một cái cõi hiện hữu. Tại vì khi quý vị dùng cái từ cõi, vị hiểu à, Niết Bàn là một cõi á, tức là vì đang hiểu sai rồi, đúng không? Và một cõi á, tức là còn trong tam giới. Ở đây xin nhấn mạnh hai cái điều này. Và cuối cùng, cái điều cuối cùng mà sư muốn nhắn gửi á, sư muốn nhắn gửi đến cái vị này á, là bản thân sư á, khi mà sư đọc trong bài kinh này, thì khi mà sư đọc cái đoạn này nè, sư cảm thấy rất là kinh cảm. Cho nên khi mà sư đọc qua câu hỏi này nè, sư mới nhớ lại cái đoạn mà sư rất là tâm đắc. Thì hôm nay sư xin chia sẻ với quý vị trong chánh kinh, trong bài kinh, trong tương ưng kinh, bài kinh có tên là 100 cây thương, thì có một cái đoạn mà Đức Phật này dạy như như vậy, đúng không? Để quý vị nha, riêng vị này và các quý vị nha, tự kết luận được là luân hồi sướng hay là khổ nha. Thì trong trích đoạn trong tương ưng bài kinh 100 cây thương, Đức Phật có nói là như vậy. Có một người bị đâm 100 ngọn giáo vào lúc sáng, lúc trưa và lúc chiều. Họ đã bị 100 ngọn giáo mỗi ngày 3 lần được 100 năm. Nếu họ chịu đựng tiếp đau khổ này rồi sẽ được giải thoát khỏi vòng luân hồi tử sanh. Như Lai nói rằng chịu đựng đau khổ đau đớn của họ xứng đáng. À, cái đoạn này quý vị hiểu rõ mà, có nghĩa là Đức Phật nói là nếu một người mà bị đâm 100 ngọn giáo á, là sáng trưa chiều, đúng không, và có thể chịu đựng được cái đau khổ này nè, mà nếu mà giải thoát được cái việc mà chịu đựng cái khổ đau gì đó, mà giải thoát khỏi con hồi luân hồi đó được á, đó, thì như thì Đức Phật nói đó, như vậy cũng xứng đáng, đó. Nhưng mà rồi sao, Đức Phật nói tiếp, bởi vì khởi đầu của chúng sanh đã bị đâm bằng cây giáo, cây rìu, gậy, chắc chắn hẳn không biết được là bao nhiêu ngọn giáo đâm. Và chờ để khi kết thúc cái đoạn này, sư muốn đọc lên một lần nữa để toàn diện cho quý vị hiểu rõ không. Thì Đức Phật có dạy rằng có một người bị đâm 100 ngọn giáo vào lúc sáng, lúc trưa, lúc chiều. Họ đã bị 100 ngọn giáo mỗi ngày 3 lần được 100 năm. Nếu họ chịu đựng tiếp đau khổ này rồi sẽ được giải thoát khỏi vòng luân hồi tử sanh. Như Lai nói rằng chịu đựng đau khổ đau đớn của họ xứng đáng. Bởi vì khởi đầu của chúng sanh đã bị đâm bằng cây giáo, cây rìu, gậy, chắc hẳn không biết được là bao nhiêu ngọn giáo đâm. Quý vị nào muốn đọc được chánh kinh, toàn bộ bài kinh này thì quý vị tìm ha trong tương ưng, bài kinh của ta là 100 cây thương. Còn quý vị nào biết quy ước BTS thì bài kinh có quy ước BTS là SN 56.35. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời ở đây. Dạ vâng. Và sư cũng có thêm một cái lời đề nghị như thế này, là do ngay từ đầu á, sư nói chúng ta là những người mất trí, không có trí nhớ. Cho nên nếu như mà quý vị muốn cái kiểu là muốn để cho tôi nhớ được những kiếp trước thì nó mới đã chứ hả? Thì mới thấy là mình đã khờ dại đến cỡ nào đó. Thì cũng phải xuất gia đi tu đó, rồi chứng được thần thông đó. Có thể nhớ được một kiếp, hai kiếp, 10 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp, rồi quý vị sẽ thấy là cái dòng luân hồi của mình nó kinh khủng như thế nào. Và cái đó là mình chưa có chứng đắc thì mình không có thấy đâu, mình còn rất là ngây thơ và khờ dại. Rồi, và sư cũng nhắc luôn ha, là cái bạn Thái Nguyễn là làm ơn làm phước đừng có suy diễn
lời dạy, lời giảng của các sư theo hướng mình muốn hiểu nha. Khi mà mình hiểu theo cái hướng mình muốn hiểu như vậy đó, là mình cái hiểu của mình nó bị thiên lệch đó, và nó sẽ dẫn đến cái chuyện là mình hiểu sai chánh pháp, và cái cần hiểu mình không hiểu, còn cái không cần hiểu thì mình lại tự suy tưởng ra rồi mình hiểu, rồi mình sẽ vướng vào những cái tà kiến không có nên. Và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.